Thưa khán giả, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu tăng trưởng thuộc khu vực 1 của huyện Trần Đề cơ bản đạt đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với mức tăng trưởng ở khu vực 1 còn đạt thấp của tỉnh, cùng những dự báo nhận định về khó khăn chung trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở những tháng còn lại của năm, huyện Trần Đề đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, tập trung khai thác tối đa dư địa sẵn có ở từng lĩnh vực, để vừa đảm bảo hoàn thành mục tiêu nghị quyết, vừa góp phần thúc đẩy mức tăng trưởng chung toàn tỉnh. Xác định rõ, thủy sản là lĩnh vực quan trọng quyết định đến mức tăng trưởng ở khu vực 1. Bên cạnh khai thác tốt tiềm năng ở nghề khai thác, đánh bắt thủy hải sản hay cải tiến quy trình nuôi ở đối tượng chủ lực là con tôm nước lợ, để đảm bảo đạt chỉ tiêu sản lượng thủy sản theo kế hoạch, huyện Trần Đề còn tập trung định hướng người dân tận dụng những ao nuôi tôm sẵn có để phát triển thêm các đối tượng cá nước lợ cho giá trị kinh tế cao, như cá chẽm, cá bông lau, cá dứa, cá hầu Mỹ, với diện tích thả nuôi hiện đạt khoảng 335 hectare. Giá trị kinh tế dù không cao so với con tôm, nhưng mô hình chuyển đổi này được xem là giải pháp an toàn giúp huyện duy trì tốc độ tăng trưởng ở lĩnh vực kinh tế mũi nhọn này. Đối với con cá chẽm hoặc là con cá bông lau, thì đây là hai cái đối tượng mà được nuôi nhiều nhất trên địa bàn của huyện. Thì như chúng ta biết rằng là cái giá trị của cá bông lau thì rất là cao, bình quân là khoảng trên 170.000 kg. Còn đối với cá chẽm thì cũng tầm khoảng trên dưới 100.000. Khi mà đa dạng hóa được các đối tượng này thì thu nhập cũng như cái tốc độ bình quân chung của cái ngành thủy sản cũng như ngành nông nghiệp thì sẽ đảm bảo được trong năm 2023 và đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn chung của ngành nông nghiệp. Riêng trên lĩnh vực sản xuất lúa, ngay từ đầu vụ hè thu năm nay, ngành nông nghiệp huyện tăng cường vận động các hợp tác xã, tổ hợp tác, khuyến khích bà con xã viên ưu tiên canh tác các giống lúa thơm, lúa đặc sản để tăng thêm giá trị lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích. Các mô hình canh tác lúa an toàn với giải pháp kỹ thuật tiên tiến cũng được nhiều nông dân áp dụng rộng rãi nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao giá trị lợi nhuận. Đến nay, diện tích canh tác các giống lúa thơm, lúa đặc sản toàn huyện đạt 90%, trong đó có 100% diện tích ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, khoảng 60% diện tích cơ giới hóa bằng thiết bị máy bay. Thì hiện tại là chương trình cho bà con là mà sản xuất lúa giống là ST24, thứ nhất là thứ hai là ST25 để nó có không có mà rủi ro đó. Vừa vụ mình thu hoạch sau này cái giá cả nó giá nó ổn hơn, áp dụng cái mô hình làm lúa thông minh để mà giảm cái chi phí. Thứ nhất là dinh dưỡng giống thì 1.000 m² thì mình xả có 8 kg lúa giống, rồi cái giảm kể cả là phân bón với thuốc men khoảng chừng 40% giảm cái lượng kinh phí. Đối với lĩnh vực sản xuất rau màu, bên cạnh duy trì diện tích trồng màu chuyên canh để tăng thêm giá trị lợi nhuận cũng như sản lượng từ mặt hàng này, nhiều địa phương còn tận dụng tối đa đất bờ kênh để phát triển thêm cây trồng khác như bí đao bung. Theo đó, diện tích trồng bí đao bung toàn huyện hiện đã phát triển được 8,5 hectare. Toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch đều có công ty liên kết bao tiêu với giá bán luôn dao động ở mức có lợi cho người trồng. Rồi bây giờ có công ty bao tiêu thì yên tâm hơn, mình chỉ chăm sóc cho tốt thôi, còn trừ chi phí xong lợi nhuận cỡ 4-5 triệu. Theo kịch bản tăng trưởng của năm 2023, huyện Trần Đề đặt mục tiêu đạt sản lượng lúa khoảng 276.100 tấn, tổng sản lượng thủy sản đạt 101.600 tấn, diện tích màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 3.800 hectare. Tổng đàn gia súc 35.900 con, gia cầm 450.000 con. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, diện tích sản lượng cây lúa và rau màu đều đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng đàn gia súc gia cầm tăng so với cùng kỳ. Riêng ở lĩnh vực thủy sản, hiện còn gặp khó khăn, chủ yếu là đối với nghề nuôi tôm nước lợ. Rất nhiều giải pháp vẫn đang được huyện tích cực triển khai nhằm hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể theo từng quý. Đối với cái cây lúa thì tăng cường cái sản xuất cái sản lượng mà lúa cao sản, lúa đặc sản để tăng cái giá trị sản xuất trên một cái diện tích đất, tăng cường chỉ đạo sản xuất rau màu để bù đắp các cái diện tích bị sụt giảm. Riêng đối với con tôm thì tôm nước lợ năm nay có giảm thì Ủy ban nhân huyện cũng đã chỉ đạo thả nuôi các cái giống loại thủy sản khác để bù đắp cho cái sự sụt giảm. Với những cái mô hình nuôi mới này thì Ủy ban dân huyện cũng chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với chi cục thống kê để rà soát đưa các cái mô hình phát triển mới này vào cái danh mục thống kê để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng khu vực 1 của huyện Trần Đề nó đạt được cái kế hoạch đề ra. Tiềm năng thế mạnh trong từng lĩnh vực được khai thác một cách triệt để, những giải pháp trọng tâm được phân kỳ theo từng quý. Tất cả là điều kiện quan trọng để huyện Trần Đề bù đắp lại những chỉ tiêu còn đạt thấp trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khu vực 1 đúng theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra, đóng góp tích cực cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Ngành được xem là trụ đỡ quan trọng, góp phần thúc đẩy mức tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh.